Hầu hết con người không thể cầu thông với Thượng Đế cao đẳng, không thể cầu thông với Thượng Đế toàn năng, bởi vì chúng ta ở quá sâu dưới này, quá sâu, quá sâu, quá sâu, bởi vì chúng ta đã chôn vùi chính mình trong sự sai trái của mình, trong sự không trung thành đối với vương quốc bên trong của chính mình. Quá sâu bởi vì chúng ta đã sát hại quá nhiều minh sư đời đời kiếp kiếp. Quá sâu bởi vì chúng ta sát hại lẫn nhau vô số, nhiều không thể đếm được. Quá sâu bởi vì chúng ta sát hại mọi thứ khác, tất cả động vật vô tội để ăn. Từ đáy biển sâu đến tận trời cao, chúng ta ăn tất cả họ. Cho nên hậu quả là chúng ta tự chôn mình mỗi ngày, vì vậy chúng ta không nghe gì, không thấy gì cả. Ngay cả Kinh Thánh cũng viết như vậy, không được ăn thịt, không được uống rượu, không được giết tất cả cừu cái và bò đực để thờ cúng ta, bởi vì ta không muốn máu nào hết. Thế mà họ vẫn làm điều đó để chính họ ăn. Và trong một số lễ hội thờ cúng Thượng Đế, họ giết cừu con, gà tây, gà ta, bất cứ con gì để cảm tạ Thượng Đế. Họ giết hàng triệu gà tây để mừng Chúa Giáng sinh, một dịp vui tôn vinh sự sống. Họ giết quá nhiều gà tây, quý vị biết mà phải không? Và gà ta và bất cứ gì khác. Trời ơi, làm sao chúng ta có thể mong khoan dung nếu mình nhẫn tâm như thế?